Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng vào bếp với hai mẹ con mình làm món thịt rau câu dưa hấu sữa dừa nha. Đây là mình có một trái dưa hấu nè, mình đã chuẩn bị rồi. Và đây là một gói rau câu 25g nha. Gói rau câu nhỏ thôi nha các bạn, tại mình làm trái dưa hấu nhỏ đó. Ở đây mình có 200g đường, 1/3 chén nước cốt dừa nè. Nước cốt này mình vắt nước cốt nguyên, nước cốt đầu đó các bạn, cho nó béo nha. Và có sữa ông thọ nè, sữa đặc. Ở đây thì rau câu mình đã ngâm được 1 giờ đồng hồ rồi nè các bạn. Mình bỏ khoảng một chút nước vào, mình ngâm cho rau câu nở ra rồi mình hãy nấu nha. Đây mình sử dụng cái gói rau câu Việt Xô, rau câu giòn đó các bạn. Nếu bạn nào thích ăn rau câu dẻo thì mình cũng có thể đổ rau câu dẻo được nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái trái dưa hấu này ra nha. Mình sẽ cho vào cái cối xay sinh tố nha. Mình sẽ lấy cái thịt của dưa hấu ra nha các bạn, cho vào cối xay sinh tố và mình xay. Mình chừa cái vỏ này, lát nữa mình sẽ đổ thịt rau câu vào trong cái vỏ này nha. Trái dưa hấu này nhỏ cho nên mình lấy hết luôn. Còn trái dưa hấu nào to quá thì các bạn có thể lường lại là vừa đủ thôi nha. Mình không cần cho nước luôn, mình cho dưa hấu là mình lường. Thí dụ một bịch rau câu 25g là các bạn sẽ lường 1,5 lít nước. Thì mình sẽ lường nước dưa hấu, mình không cho nước lọc nha. Mình dùng cái gỗ lược mình lược lại nha. Chỉ lấy cái nước thôi. Sau khi xay nước dưa hấu xong rồi nè các bạn, giờ mình sẽ lường nha. Mình dùng cái ca này, hai ca này là được nửa lít nè các bạn. Mình lường làm sao cho đủ 1,5 lít là được. Khi nãy mình ngâm rau câu là đã được 1 ca này rồi, cho nên giờ mình lường khoảng 5 ca nữa là đủ 1,5 lít nha. Trái dưa hấu mình nhỏ quá, chắc có thể là thêm nước lọc vào chứ không đủ được 5 ca.
Đường vào sơn rau câu này mình nấu luôn nha. Hai ca là uống hết rồi. Một miếng nữa nha, tại nó không đầy ca. Vậy là mình được 3 ca, này mới là 4 nè. Năm ca, khi nãy mình ngâm rau câu 1 ca nữa là đủ 1 lít rưỡi 6 ca nha các bạn. Mình cho thẳng vào nồi rau câu mình đã ngâm nè. Bây giờ sẽ bắt lên bếp và nấu luôn nha. Xoong rau câu dưa hấu lên, mình sẽ cho 200g đường vào luôn nha. Giờ dưa hấu nó ngọt sẵn rồi đó các bạn, cho nên mình cho 200g đường. Tùy vào các bạn thích ăn ngọt hay là ăn lạt, các bạn có thể thêm đường cũng được nha. Mình chuẩn bị một cái tô nha các bạn, để mình cho cái khúc dừa và sữa đặc vào. Sữa đặc này các bạn có cứ cho bao nhiêu tùy thích nha. Sữa đặc hòa vào nước cốt dừa thơm và béo lắm các bạn. Rau câu mình nấu cũng đã được 10 phút rồi nè các bạn, cho nó bốc hơi lên, mình quậy đều nó lên là như vậy cũng được rồi nè. Giờ mình sẽ đổ nó nha, tắt bếp. Mình sẽ cho rau câu ra cái vỏ dưa hấu khi nãy mình chuẩn bị nè các bạn, để vào cái tô cho nó vững đó nha. Mình để một nửa thôi nha, lát nữa mình còn cho sữa dừa vào nữa. Cho sữa dừa vào trong cái tô, cho dưa hấu vào, cho câu dưa hấu vào trong cái tô sữa dừa nè. Mình pha lại để mình đổ lớp nha. Đợi cho cái lớp mặt của dưa hấu này cho nó đặc lại rồi mình sẽ đổ thêm lớp nữa nha. Trong thời gian chờ hai cái hai miếng dưa hấu này cho nó đặc lại, mình sẽ đổ thêm cái cà phê sữa nha. Cà phê sữa dừa nè. Vì trái dưa hấu mình nhỏ quá cho nên nó còn dư rau câu lại đó các bạn. Cũng đã đặt lại rồi nè các bạn, lớp mặt nó đã khô rồi, mình cho sữa dừa lên trên nha.
Thu câu này mình đã cho cái phần dưa hấu lên trên rồi nè các bạn. Như vậy là phần rau câu dưa hấu sữa dừa, thập rau câu dưa hấu sữa dừa của mình đã xong rồi nha. Có thêm một thay cà phê sữa dừa nữa nè. Để cho nguội rồi mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Thịt rau câu dưa hấu sữa dừa hai mẹ con mình đã làm xong rồi nè các bạn. Cho vào ngăn mát tủ lạnh cũng đã được 3 giờ đồng hồ rồi nè. Nó đông cứng rồi luôn á. Giờ hai mẹ con mình sẽ xắt ra mời các bạn cùng ăn nha. Mình sẽ chắc mấy dưa hấu này ra trước. Ở đây mình có cà phê sữa dừa nữa nè các bạn. Lúc trưa mình đổ cái trái dưa hấu mình nhỏ quá đó, cho nên còn dư lại mình đổ vào trong cái khay này. Bây giờ mình sẽ ăn dưa hấu trước nha. Ở bên trong nè các bạn, có nguyên một đường sữa dừa luôn nè, rất là béo luôn á. Hai mẹ con mình mời các bạn cùng ăn nha. Nhìn giống miếng dưa hấu á nè. Dưa hấu thì ngọt mà cái sữa dừa này nó béo lắm các bạn. Món này làm để vào tủ lạnh ăn nó giòn lắm. Giòn và béo nữa. Nhìn giống miếng dưa hấu quá. Rau câu rất là giòn luôn. Sữa dừa thì nó béo lắm. Mình còn cái phần rau câu cà phê sữa dừa nữa nè, thì mình sẽ cắt ra luôn nha. Nhìn cũng đẹp lắm nè các bạn. Giờ ăn tới phần rau câu cà phê sữa dừa nha.
Mời các bạn cùng ăn nha. Này còn dư lại mình đổ vô trong cái khay này ăn cũng ngon. Sữa dừa nhiều hơn trong cái trái dưa hấu, nó béo hơn. À, thơm cà phê nữa. Ở đây không có ai bán đồ ăn ăn vặt, đều là tự làm hết. Ăn thì kiểu gian dở. Cuối video hai mẹ con mình xin chào tạm biệt các bạn nha.